Vâng, xin kính chào cô chú các bạn đang xem trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú các bạn mình vẫn thực hiện tại cái căn phòng quen thuộc nơi mình đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Thì trước mắt cô chú các bạn gồm rất là nhiều các món đồ điện tử và đồ gốm sứ, máy hút bụi và đồng hồ. Thì lát nữa mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tận Việt Nam cho cô chú các bạn. Anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó thì gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Thì ngay bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho cô chú bạn một dòng sản phẩm. Đây là một chiếc đầu câm, anh chị em gọi là đầu câm, nó chỉ chạy băng cassette nhé. Đầu ngày xưa chạy băng cassette. Còn này trong tình trạng rất là đẹp thì ở lát nữa ở cuối video này mình sẽ test cho cô chú bạn một đoạn nhạc nhé. Đồng thời là chiếc này về tận Việt Nam là 4.500.000 đồng, tặng kèm theo một chiếc băng gốc của Nhật Bản cô chú bạn về chơi. Đấy, bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết theo quan sát của mình thì đây là một chiếc đồ rất là đẹp luôn. Không tì vết cô chú bạn, cảm giác rất là mới luôn. Cô chú bạn thấy là con Technic Modern RSM13 sản xuất tại Nhật Bản. Con này sản xuất từ những năm 80 mấy cô chú bạn quan sát này, đằng sau một cổng vào, hai cổng vào còn nguyên mới và sáng. Cái này cái đường ra này nó xuống âm ly cô chú bạn nhé, nó xuống âm ly. Sau đó thì cô chú chạy băng. Thì lát nữa cuối video này mình sẽ test cho cô chú bạn một đoạn băng, giá về là 4.500.000 đồng, trong tình trạng sáng bóng của chú bạn nhé, trong tình trạng sáng bóng luôn. Bữa trước có một con này mình cũng quay thì có mấy anh dặn, nhưng mà thực ra nó là mình cũng quên đấy, quên rồi. Thì bây giờ anh chị em nào xem được trước thì là lấy trước thôi, 4.500.000 đồng. Vì tại vì không hứa với anh em, tại vì là không biết là có gặp được con nữa hay không, nó tùy duyên đấy, nên là cứ bảo thì bữa sau thì gặp thì quay, anh chị em nào gặp sớm thì lấy sớm. 4.500.000 đồng thì lát nữa cuối video mình test cho cô chú bạn đoạn nhạc. Đấy, thì kế tiếp bây giờ thì tiếp tục chương trình thì cô chú bạn thấy là đây là một con súp điện SDUB 800 của Yamaha, một trong những dòng súp điện rất là uy và mạnh mẽ. Đây là một dòng súp mà anh chị em ở Việt Nam rất là ưa dùng. Con này bát của nó 25 mà đập rất là uy lực và mạnh mẽ nhé. Thì cô chú bạn có thể quan sát. Đấy, đây. Ở thời điểm hiện tại là không một tí vết nào cô chú bạn nhé. Đây là một con súp điện bát 25 sản xuất tại Malaysia. 100V, công suất tiêu thụ là 85W của chú bạn. Giá con này về tận Việt Nam là 15 triệu nhé, 15 triệu là hàng đi máy bay. Cô chú bạn nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú bạn. Đây là một con súp rất đẹp, hàng tuyển chọn tại các trung tâm thương mại đồ cũ tại Nhật Bản, hàng xài lướt nguyên zin. Giá về 15 triệu nhé, 15 triệu đi bay, bao ship tận sân khoảng 2 tuần cô chú bạn sẽ nhận được hàng. Kế tiếp và liên tục chương trình thì mình quay cho cô chú bạn này về được hai cặp bình gốm trong tình trạng rất đẹp. Hai cặp này bắt đầu nhìn thoáng qua thì giống nhau, nhưng mà đi về chi tiết thì nó khác nhau. Thì cô chú bạn cùng quan sát. Đây là một cặp đôi hoàn hảo để cô chú bạn có thể chơi. Một trong những dòng gốm sứ Nhật Bản, dòng men dạn với những hoa văn họa tiết vô cùng tinh xảo. Cặp bình này là cao 31cm, cao 31cm. Cao 31cm của chú bạn nhé, với những hoa văn họa tiết vô cùng sặc sỡ và đẹp. Đồng gốm sứ Nhật Bản thì rất là nhiều anh em ưa dùng. Đấy, giá cặp này về tận Việt Nam là 6 triệu tiền Việt Nam nhé, 6 triệu bao ship tận sân và bao vỡ toàn cầu cho cô chú bạn. Nhật Bản thì gặp được những cái cặp như này nó rất là hiếm, đa số là thỉnh thoảng lại gặp được một chiếc khác nhau nhé cô chú bạn nhé. Còn những cái cặp mà người chú người ta chơi cũ như này là rất là hiếm gặp luôn. Đấy, giá về là 6 triệu tiền Việt Nam là một cặp này. Cô chú bạn nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. Anh em có thể quan sát là cái cặp này thì ở dưới chân của nó với lại ở trên miệng của nó khác cái cặp kia nhé. Còn hoa văn thì nó cơ bản giống nhau. Cặp này về tận Việt Nam là 6 triệu. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. Đấy, bây giờ mình để ở đây cho cô chú bạn quan sát toàn cảnh nhé. Toàn cảnh đây là hai cặp nhìn giống nhau nhưng mà thực tế thì nó khác nhau. Cặp này thì hai chiếc là y như một. Đây cặp bên đây này, hoa văn họa tiết giống nhau nhưng mà anh chị em quan sát là cái hoa văn ở trên miệng với lại trên đế nó giống khác nhau nhé.
Đấy. Cặp này thì thấp hơn một chút, cặp này mình kéo thước đo được là 29,5 cm, 29,5 cm, với những hoa văn họa tiết sặc sỡ. Mình đo tay để có chút ước lượng hình dung nhé, nhưng mà mình đã kéo thước là 29,5 cm, cũng dòng men dạn, dòng gốm của Nhật Bản. Cặp này về tận Việt Nam là 5 triệu nhé, 5 triệu bao ship tận sân. Hàng đi bay khoảng 2 tuần nhận được hàng. Cô chúc bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình sau đó gửi qua số Zalo. Anh em thấy là cái cặp này thì hoa văn họa tiết nó giống với cặp kia. Cơ bản nó giống nhau, nhưng còn cái chân của nó thì nó không có họa tiết. Còn cái kia thì nó họa tiết từ chân lên đỉnh. Giá cặp này về tận tay là 5 triệu cô chú bạn nhé. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó thì gửi qua số Zalo. Số Zalo thì ở Nhật Bản là đuôi 339, còn tại Việt Nam là 733866, nên là số nhân viên hỗ trợ bên kênh Loa Hay TV. Anh chị em nào gặp khó khăn thì cứ điện thoại qua số đấy tại Việt Nam để được hỗ trợ 24/7. Đấy, cặp này là 5 triệu và cặp bên đây là 6 triệu. Kế tiếp và liên tục chương trình, nay về được một chiếc máy, một con robot hút bụi. Đây là một con robot hút bụi hàng chưa sử dụng của các bạn nhé, hàng chưa sử dụng, mới 100% chưa sử dụng và đang được bày bán trong tiệm đồ cũ. Con này có cái hay là con phụ tích là hybrid, hai trong một, con nghĩa là vừa lau vừa hút vừa quét luôn. Robot Vac G10 hybrid trong tình trạng là mới chưa sử dụng nhé các bạn nhé. Đây là giấy tờ hướng dẫn sử dụng và một số các linh kiện đi kèm theo máy. Đây là thân máy này, rất là lớn luôn, chạy cực kỳ êm luôn các bạn nhé. Mình đã test rồi các bạn, mình đã sạc điện và test các bạn thì về việc. Đấy, máy rất là lớn luôn các bạn, về chỉ việc lắp đặt một số thứ thế là xài thôi. Còn nguyên siêu chưa bóc của chúng bạn nhé, nguyên siêu chưa bóc. Có tính năng là vừa lau vừa hút, chạy cực kỳ êm. Pin bền, sóng khỏe, chạy liên tục khoảng 2 tiếng đồng hồ cho bạn nhé. Nên là anh chị em nào nhà rộng khoảng sàn 100m² cũng phù hợp luôn, 50-100m². Đây là cái mà để lau này, cô chú bạn có thể nêm thêm nước vào. Còn đây là cái đế sạc. Cái đế để nó làm việc xong thì nó chạy về nó tự sạc nhé. Đấy, còn đây là linh kiện chổi này, có một cặp, có 4 chiếc để cô chú bạn thay thế. Đặc biệt là chiếc này có thể cắm điện 220V đều được nhé. Cắm điện 220V đến 100V. Nó giống kiểu như là điện thoại iPhone, ấy, cô chú cắm điện nào cũng được. Bởi vì đầu ra của nó là 19V. Đầu vào của nó là 100 đến 240V. Nên là điện 220V cắm rất là ok và thuận tiện. Giá chiếc robot này về tận Việt Nam là 5 triệu nhé, 5 triệu là bao ship. Hàng đi máy bay và chỉ có một chiếc duy nhất nhé. Anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình sau đó gửi qua số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình thì cô chú bạn chờ trong giây lát mình quay cho cô chú bạn một chiếc đồng hồ treo tường của hãng Seiko. Cũng mới về trong hôm qua, mình đã test và chạy thử rất là ngon rồi. Hàng này về cô chú cứ treo cân bằng là chạy thôi. Thì trước mắt cô chú bạn đây là một chiếc đồng hồ treo tường Seiko cổ lên dây cót này. Hàng lên dây cót tay nhé cô chú bạn nhé. Đấy, hiệu Seiko, mặt rất là sáng luôn. Số cổ điển, đặc biệt là con này lên dây 30 ngày nhé. 30 ngày mới phải lên dây một lần. Đấy, thì ngay bây giờ mình, chiều cao của nó thì cô chú bạn thấy là nó cao 45 cm và chiều ngang là 26 cm, 26 cm. Cơ bản đây là một chiếc đồng hồ đẹp, bởi vì nó rất là lâu năm rồi cô chú bạn nhé. Đây là cái chìa khóa để lên dây cót này, mỗi lần lên dây thì chạy được một tháng nhé, một tháng mới lên dây một lần, rất là rảnh tay. Cô chú bạn quan sát là có cả ngày và thứ nhé, thứ và ngày. Đấy, bây giờ mình test chuông cho cô chú bạn. Giá chiếc này về là 5 triệu tiền Việt Nam nhé, 5 triệu bao ship tận tay. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. 5 triệu là giá đi bay của chú bạn nhé, giá đi bay.
chuông đánh rất là hay luôn. Giá vé tay là 5 triệu. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình sau đó gửi qua số Zalo. Cách mua hàng thì cô chú bạn chuyển khoản nhé. Mình có số tài khoản tại Việt Nam. Cô chú bạn hoàn toàn có thể chuyển trước, chuyển luôn 5 triệu và có thể chuyển trước 2 triệu. Nhận hàng thanh toán nốt cho nhân viên giao hàng. Đấy, mà anh chị em rảnh tay có thể chuyển luôn cũng được. Rất là ok, khoảng 2 tuần sẽ nhận được hàng. Đây là một con đồng hồ treo tường ngoài cổ. Chạy hoàn hảo. Đấy, thì ngay bây giờ cô chú bạn cùng chờ trong giây lát nhé. Mình sẽ đấu điện và test cho cô chú bạn. Vâng, thưa cô chú các bạn, sau một hồi đấu nối thì bây giờ mình test cho cô chú bạn một chiếc đầu câm ngoài cổ nhá. Con này sản xuất từ những năm 80 mấy cô chú bạn, còn Technic M13. Cô chú bạn đấy là test là tua đi tua lại và sẽ quay cho cô chú bạn nhé, một đoạn để cô chú bạn cùng thưởng thức. Là mình quay lướt lướt qua thôi nhá, tại vì nó có nhạc bản quyền nên sợ nó ảnh hưởng đến kênh YouTube mà đánh bản quyền rất là căng, nên mình sẽ lướt qua thôi. Giá trên này về là 4 triệu rưỡi tặng kèm theo băng nhé. Vậy clip này thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loai TV xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.